Bonsai bây giờ em xin kính chào quý vị nha. Hôm nay thì nói chung là em có lên chậu một cây mai quý vị ơi. Rồi sẵn đây em quay cho quý vị cùng xem ha. Nói chung là cây này lên là dưỡng lại. Với lại cái vườn này cũng đang vô cái khuôn khổ là mình sắp xếp lại cho nó gọn cây quý vị ơi. Đó, cho nên là cây nào lên chậu được thì mình lên ha. Còn cây nào nằm bồn được thì mình vẫn cho nằm và mình thay đất thôi ha. Với lại cái chất trồng này là hầu như là hồi xưa mình kết hợp gia thể nó không có phù hợp quý vị. Cho nên là rễ cây nó đi hơi chậm ha nó, cho nên sẵn đây mình làm thì mình cải thiện ngay luôn quý vị ơi. Em làm các cái clip hôm giờ ha, thì hầu như là chủ yếu em quay những cái công đoạn em làm, rồi sẵn đây em làm rồi em quay cho cô chú anh chị cùng xem. Vô tình đó là ở vườn quý vị ha có vướng mắc những cái cây mà nó giống như gì thì quý vị cũng có thể làm được ha. Với lại cô chú anh chị nào mà có nhu cầu cần xài thuốc hay hoặc là cần chỉnh sửa vườn kiểng hay hoặc là bảo dưỡng vườn cây thì cái đó cứ alo em. Đây cây phía sau đâu quý vị ơi, cây này thì hầu như cũng đã được chỉnh sửa một thời gian rồi ha, cũng đã vô một hai đứt dây rồi, cây thì hầu như là cũng gần thành phẩm rồi. Sẵn đây thì mình cũng lên chậu luôn quý vị ơi. Cây đây ha quý vị, rồi cắt dây ra đi. Rồi sẵn đây là mình cũng khui bầu luôn hết trơn rồi mình trồng lại luôn quý vị ơi. Cây thì hầu như cũng đã được vô hai ba đứt dây rồi ha, tại chi thì cũng cây nói chung cũng gần thành phẩm rồi quý vị ơi. Đây ha, cây nói chung là tết chơi thì vẫn ok nếu như mình chưa tàn chút này ha, nhưng sẵn đây mình đưa lên chậu cho cây phát triển luôn quý vị ơi, là trong tương lai là mình để chậu mình chơi luôn ha. Với lại vườn này cũng đang sắp xếp cho vô khuôn khổ lại quý vị ơi. Đó, cô chú anh chị xem thấy ưng ý cây mai này thì alo cho em ha. Nói chung là được giá cả thì cũng giả luôn quý vị ơi. Đó, nói chung là khi mình lên chậu sẵn này mình cũng con có cành xương xương lại coi cho được quý vị ơi. Đó, bầu đất thì nói chung là mình cũng xả ra hết ha để mình lên chậu cho cây nó dễ hấp thụ quý vị. Hầu như là mình xử lý bầu đất lại luôn cho cây nó dễ hấp thụ ha. Với lại mình tưới thuốc thì cây nó nhanh bắt hơn quý vị ơi. Giờ đang gỡ miếng bột gôm quý vị, cắt hết dây đi còn dướng dướng dây. Này bột gôm nông nghiệp ha, này thì nói chung là mình xài theo hướng này thì dạng như quay đỡ thôi chứ lâu dài thì quý vị có thể xây bồn, hay hoặc là bây giờ mình xài theo cái hướng gọi là tấn gạch nha quý vị, nó cũng nhiều hướng giải quyết. Đem nó đi xa xa đi con. Rồi sẵn mình xịt mình xả bầu luôn, rồi bắt đầu là xong xuôi thì mình đưa qua luôn cái gì. Rồi giờ đầu tiên thì mình sẽ cắt xương xương ha, rồi mình xịt cũng cái gì. Rồi ha quý vị, mình tém xương cốt cành lại ha, chung là mình cũng tém lại cho cây nó đỡ mất sức quý vị. Thật sự là khi mà mình động rễ ha thì bắt buộc là mình phải con tàn lại bớt ha, hay hoặc có lá thì lặt lá bỏ quý vị, chứ tuyệt đối là không có chừa lá được nha. Chứ nó đã động rễ rồi thì bắt buộc là mình phải con lại ha. Con như vậy là cây nó gắt đỡ mất sức đó, cho nên là mình phải con bớt lại quý vị. Thường nó có cung nó mới có cầu, mà bây giờ quý vị đã động tới rễ thì nó ghim rồi, cho nên là mình phải con lại cho cây nó phát triển lại ha. Mình con tương đối thôi. Cây có cốt cành sẵn như vậy rồi là nói chung là nuôi sung lại là nhanh chơi nha quý vị ơi. Cốt cành thì cũng đã được định hình rồi hết rồi. Quý vị có mua về thì mình chỉ cần chăm có chừng năm trước năm sau là mình chơi là ngon lành này. Cây cành này cũng đã sửa tay cành nó cũng đã được 1-2 mùa hết rồi. 1-2 mùa ý nói đây là 1-2 năm ha nghe quý vị. 1-2 năm nuôi tay cành hết rồi ha. Ok, sáng nay là bật gốc rồi mình xịt luôn quý vị ơi. Đó, nói chung là cây nó cũng chưa có ăn ra tới ngoài quý vị, nó chỉ mới ăn khoảng trong thôi ha.
nó cho nên là quý vị nè, trồng cây lưu ý nè, đừng có xài cái bộ cái bồn bự quá nha, khó chăm cây lắm, cái bồn nó cũng vừa vừa với cái cây thôi, dễ chăm. Rồi bây giờ mình xịt, mình vệ sinh luôn quý vị ơi. Sẵn đây rửa đường thân luôn quý vị ơi, rửa đường thân của cây luôn ha, gông rêu nè, sẵn đây mình xịt ra luôn cho đẹp cây luôn ha. Thường thì nói chung là sẵn có máy đây em xịt rửa luôn nha quý vị, chứ nếu mà quý vị không có máy thì không, cũng không cần xịt rửa đó ha, nó cũng không sao hết ha quý vị. Mà sẵn đây mình xịt thì cho nó đẹp cái cây thôi ha. Mình nói về nấm là nó thật sự mình chỉ sợ nhất là cái nấm hồng nha quý vị, thì cái nấm hồng nó rất là hại cây ha, cho nên là mình chăm làm sao đừng có để dính mắt cái nấm hồng nha quý vị. Đây là nói chung là muối đế là ok đó, nhưng mà rễ cám thì nói chung nó cũng hơi chậm ha, do cái chất trồng nó không có phù hợp. Bởi vậy quý vị mà chơi cái cây là cái chất trồng nó rất là quan trọng ha. Đây này cái cám thì ít quá, cho nên sẵn đây mình cải thiện lại quý vị. Rồi đưa lên trên cái thùng nâng sạch. Cây này nói chung là nó chậm phát triển là cũng lý do là không có khui đáy quý vị, chỉ khui xung quanh ha. Nói chứ một cái cây mình muốn là cây dễ phát triển là cũng phải khui đáy ha quý vị, vì cái đáy nó lèn ở dưới đây nè, rễ đáy nó không đi được ha. Nói chung là một trong các cái hệ thống rễ mà rễ đã không đi đều á là trên tàn là cũng không có sung được đâu ha, cho nên là rễ nó phải đi đều quý vị đó, cho nên là quý vị lưu ý ha. Sáng nay mình xịt cho nó sạch cái đáy luôn quý vị ơi. Có nhiều cái đầu rễ là không đi lắm nha quý vị, như cái đầu này cũng không có đi nữa nè, chắc là nhiều đầu không đi ha, không đi dễ thì cây đâu có khỏe được. Đây ha quý vị thấy không, hồi nãy cái đáy nó bị lèn nè, rễ không đi được mà quý vị thấy nè, toàn bộ các cái hệ thống rễ của cái cây này ha là nhờ cái hệ thống rễ này để nó cung lên cho cái cây này nó khỏe được. Chứ những cái rễ lớn, những cái rễ lớn như thế này là nó không có đi rễ ha, tức là dinh dưỡng hiện tại nó chưa ra được á, là nó chưa rút lên nuôi thân được, nó nhờ những cái rễ cám dưới đây. Nhưng mà chúng ta trồng chúng ta không khui đế ha, không khui đáy ra, không khui dưới đáy, khui chưa tới là dẫn đến tình trạng cây xíu ha, một đống rễ luôn như vậy nè, mà không khui thì làm sao rễ đi được. Sẵn đây bây giờ mình làm, mình cắt lại hết luôn, cắt hết ở đây á, là cắt những cái đầu rễ chết và những cái đầu rễ bị chai không đi được ha. Mình cắt kiểu này là kích thích cây đi rễ ha quý vị, hầu như là mình có cắt thì cây nó mới đi rễ ha. Với lại á, là phải có thuốc nha,
chứ không có thuốc là thật sự cái cây nó không bao giờ phát triển được đâu quý vị ơi. Chứ quý vị thấy đi, công dụng của cái kích rễ đó là nó kích thích những cái đầu rễ chai sần như thế này nè, những cái đầu rễ không đi ha. Nhưng mà thật sự á, xài muốn có tác dụng của thuốc á là cái chất trồng nó phải phù hợp nữa. Vì chất trồng phù hợp thì rễ mới đi được, còn nhiều khi chất trồng không phù hợp thì rễ không đi được ha. Đó, quản lý được nguồn nước nữa. Nguồn nước ở đây tức là cái vấn đề nước, quý vị xử lý nước là nó phải phù hợp nữa. Cái cây nó thiếu nước thì không lo tứ, mà cái cây dòng thứ dư nước mà cứ tứ vô hoài thì làm sao mà cái cây nó sung được. Em làm em nói ở đây là công chuyện làm của em thôi đó. Anh chị em nào thấy đúng thì là có thể kết hợp mình làm theo ha, làm theo cái vườn của anh chị á. Thì em không có khuyến khích là làm theo em, nhưng mà em biết được cái nào á, em đã từng trải qua rồi, rồi em mới nói ở đây thôi. Chứ đó, những anh em thí dụ có cách nào hay hơn thì có thể áp dụng mà làm. Nhiều khi em nói thật sự, mình phải trải qua thì mới hiểu được. Cái cây mà không chịu khui cái đáy thì trồng cây biết chừng nào mới phát triển nổi. Nguyên một cái đống như này, như thế này mà không có rễ cám gì hết trơn. Rễ rất là nhiều ha, rễ còn đó ao, chứ phải rễ đen đâu. Thật sự cái cây mà nó dư nước đó, là rễ nó đen hết toàn bộ nha, là rất là dễ lên đường đó. Còn cái cây mà cái rễ nó đỏ như vậy thì đỡ. Em làm thì em chia sẻ hết trơn kinh nghiệm cho quý vị đó. Xem thì cũng đừng có quên like và đăng ký kênh ủng hộ em nghe quý vị đó. Còn cần xài thuốc nữa đó thì cứ alo là có xài liền. Rồi sau khi đó là em xử lý ở dưới cái đáy xong, em sẽ lật cái cây đứng lên, xử lý vòng vòng ở phía trên nữa nghe quý vị. Tất cả các cái đầu rễ nào mà nó không đi hay hoặc nó chết thì mình phải cắt cho nó tới luôn. Vì nó đã chết rồi thì mình phải cắt tới những cái đầu đỏ đỏ thì rễ nó mới đi tiếp tục được. Cái công chăm mới là quan trọng. Chứ quý vị có tiền mà mua cái cây về rồi mà không biết chăm là khó lắm nha, khó phát triển lắm đó. Nè, các cái đầu rễ này là ok mà nó không có đi được nè. Sẵn đây mình xử lý luôn, mình kích nó ra lại luôn. Sở dĩ mà em còn chừa cái cục đất ở trong đây nè là tại vì cái cục đất này nè nó đang gánh nó nuôi cái tàn nha. Tại rễ nó cũng còn tốt cho nên em mới chừa cái cục đất này lại thôi, chứ không thôi là mình cũng loại bỏ hết trơn hay quý vị. Rồi sau khi là mình xử lý xong, giờ tiến hành mình khiên qua cái chậu trồng luôn quý vị ơi. Trồng vô chậu này là nhiều là mình có thể là mình cân được cái lượng nước luôn ha quý vị. Ý ở đây là canh được lượng nước ha. Xây cái mặt tiền ra mới được. Cây này thì mình lấy mặt tiền bên đây nha quý vị ơi. Nói chung là bên đây nó có cái khoảng không. Thì trồng thì mình canh sao cho nó giữa chậu ha. Cây này để khá đấy. Khá đẹp quý vị ơi. Quá bộ đế. Cây này nuôi một thời gian nữa, có các cái đế chuyền là mình moi đế xuống nữa là chơi ngon rồi ha. Mình xoay kiểu này nè, để cho các cái chất trồng ha nó len lỏi vào cây ha, vào bộ đế hay quý vị. Rồi ok.
Thì sau khi mình lắp cái chất chồng xong rồi bắt đầu là tiến hành mình tưới nước quý vị ơi. Cái lần đầu này quý vị tưới cho thật đẫm ha, tưới cho thiệt là đẫm đặng cây nó là nói chung là nó len lỏi các cái chất chồng vào những cái kẽ rễ quý vị ơi. Cho nên là quý vị tưới thật đẫm ha. Rồi sau đó bắt đầu là mình tưới thuốc kích rễ luôn. Thì hiện tại là thuốc nấm với thuốc kích rễ ha, bên em cung cấp luôn quý vị ơi. Các cái loại phân sau khi cây sinh trưởng xong là bắt đầu làm bón phân ha, em có đủ hết quý vị. Phân, thuốc kích rễ, thuốc sâu. Nói chung là em xài loại nào là em chia cho quý vị loại đó đó. Em sẽ áp dụng trên cái vườn nhà rồi bắt đầu là mới chia lại cho quý vị ha. Cái này nó hơi ấy rồi, mình phải be thêm một miếng nữa quý vị ha, để tránh cái tình trạng là mình tưới nó ấy hàng ngày ha. Ok, kiếm cái miếng be be lên cái. Rồi sau khi là mình tưới đẫm xong rồi bắt đầu là tiến hành mình tưới thuốc luôn quý vị. Này là thuốc nấm với thuốc dưỡng ha. Thuốc này là có thể là mình vừa tưới trên thân được, vừa tưới xuống gốc được ha. Hầu như là tứ đều gãy hết là được ha quý vị. Nói chứ đối với những cây mới trồng là đặc biệt ha, mình phải có thuốc nấm nặng cây nó dễ sinh trưởng quý vị. Cây nói chung là đế hơi khủng ha, cho nên là em tứ 20 lít nước thuốc luôn quý vị. Rồi tới một tuần sau ha quý vị, em tưới lại nữa ha, tưới lại cử thuốc nữa quý vị. Còn hàng ngày thì nói chung là mình cứ xịt tàn thôi ha, xịt giữ ẩm cho cây. Rồi giờ tiến hành là mình bắn giải lên thân luôn quý vị ơi, để giữ ẩm cho cây hàng ngày ha. Rồi ha quý vị, quá trình là mình trồng và tưới thuốc đã xong ha. Rồi hàng ngày nói chung là mình cứ xịt lên tàn giữ ẩm cho cây quý vị ơi. Thì ok ha. Rồi ha, tới đây thì em xin chào quý vị nha. Và hẹn gặp quý vị clip sau ạ.